Xin chào các bạn đã cùng đến với channel Kiếm Hiệp của Đình Phòng. Và hôm nay mình xin gửi đến độc giả, những người bạn trân quý đã theo dõi mình từ lúc mới lập kênh, một chủ đề nghe thì không có gì thú vị lắm, nhưng có lẽ mọi người sẽ bất ngờ cho tới khi nghe hết toàn bộ video. Đó là một chủ đề về Hàng Long Thập Bát Trưởng. Như chúng ta đã biết, nhắc đến bộ trưởng pháp này trong Kim Dung, người ta nhớ ngay tới 18 phép phục rồng. Đây được coi là đệ nhất trưởng pháp trong 15 tác phẩm của cụ. Dẫu bên cạnh còn có những bộ sở cứu cũng không hề kém cạnh, như Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Thủ Như Lai Trưởng hay Bát Nhã Trưởng. Tuy nhiên, Hàng Long được coi là một thứ gì đó khác biệt, bởi có lẽ cụ đã dành nhiều tâm huyết tập trung mô tả rất kỹ Hàng Long, hơn hẳn các loại trưởng pháp khác, nhất là trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điều. Nếu các bạn là fan của nhà văn Kim Dung đều biết rằng đã có 3 người thành danh với Hàng Long, đó là Tiêu Phong, Hồng Thất Công và Quách Tĩnh. Tuy nhiên, số lượng người sử dụng công phu này không phải là ít. Ngoài ra Lọt Tề và Hư Trúc Tử thì chính trong Anh Hùng Xạ Điều, tác giả còn đả động tới một số nhân vật nữa, tỷ như Lê Sinh, một đệ tử Cái Bang, từng lập được công lớn nên được Bác Cái truyền cho một chiêu. Và người thứ hai, không, chính xác là người thứ hai và người thứ ba đã có cơ duyên lĩnh ngộ trưởng pháp này, đó là hai siêu anh hùng, hai tuyệt đại cao thủ, hai đại nhân vật, đại tông sư, quyền cước đệ nhất, trưởng pháp đệ nhất, chỉ pháp đệ nhất, nội lực đệ nhất, tinh lực đệ nhất và thực chiến đệ nhất, xuất hiện trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điều. Đó không phải Đồng Tà, Tây Độc, Nam Đế hay Trung Thần Thông, càng không phải Thần Điêu Đại Hiệp Dương Văn Võ, mà đó chính là Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn, những kẻ được nhà văn Kim Dung còn phơm rằng là đệ nhất nhân tài trong đám hậu bối. Mà đệ nhất nhân tài thì chả phải ít nhất ngang hoặc nhỉnh hơn Dương Quá hay sao? Có một điều mọi người ai cũng thừa biết, đó là 18 phép phục rồng là sở hữu của Cái Bang, nhưng nó khác đả cầu bổng, là đả cầu chỉ có bang chủ mới học được. Còn Hàng Long có thể truyền thụ thoải mái, chỉ cần có duyên. Đó cũng là lý do anh Tổ, dù không phải President của Cái Bang, vẫn có thể lĩnh ngộ được skill này. Ngay cả Hoàng Dung và Du Thản Trì, dẫu là CEO, nhưng một chiêu nửa thức Hàng Long cũng không hề hay biết. Du Thản Trì còn tệ hơn, chả múa được một tí bổng pháp nào. Hàng Long trưởng là đệ nhất trưởng pháp trong thiên hạ, bất cứ ai luyện được đều trở thành đại cao thủ. Đáng tiếc thay, tới thời Đôn Nho và Tu Văn, hai ông thần này đã làm cho 18 phép phục rồng trở thành vô hại. Đình Phong đã từng nói trong một video phát trên kênh có nhan đề rằng vì sao đệ tử Quách Tĩnh toàn thằng cùi bắp. Hóa ra mình đã có một chút nhầm lẫn, bảo rằng anh Tổ không truyền Hàng Long cho Nho Văn. Sự thực thì ngược lại, anh Tổ có truyền, điều này là đúng. Nhưng tại sao Đình Phong lại bị nhầm lẫn? Đó là bởi mình sơ ý. Khi nói về Hàng Long của hai huynh đệ họ Võ, Kim Dung lại cực kỳ kiệm lời. Chuyện kể rằng tại Anh Hùng Đại Yến ở Lục Gia Trang, ba thầy trò Thị Luân có tới tham dự. Hoặc Đồ muốn trổ tài lập uy trước mặt quần hùng, còn Tu Văn cũng có mục đích tương tự. Gã vung trường kiếm đâm tới Đồ, Đồ lập tức dùng ngón trỏ tay cái hai lưỡi kiếm thành nằm ngang, cây quạt đánh xuống giữa thanh kiếm, nghe cách một tiếng, kiếm gãy làm hai đoạn. Tu Văn cả kinh, vội nhảy sang một bên. Võ Đồ Nhỏ thấy thế, toan đâm một kiếm tới sau lưng Hoặc Đồ. Đồ đã sớm tiền liệu, không cần ngoái đầu, đưa cây quạt về phía sau, vừa hay chạm vào sống kiếm, ngón tay xoay xoay hai cái, Đồ Nhỏ cũng mất luôn cả kiếm. Huynh đệ họ Võ vừa kinh ngạc vừa tức giận, tuy đã mất binh khí vẫn không hề sợ. Đồ Nho tả trưởng hoành không, sử ra chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Còn chiêu thức gì thì Kim Dung không nói, chắc cụ cũng sợ bị mất mặt. Lại thấy Tu Văn ngón tay trỏ hơi gập lại, hễ kẻ địch đánh tới sẽ dùng nhất dương chỉ đối phó. Hoặc Đồ thấy tư thế của hai người ngưng trọng, không dám coi thường, nghĩ thầm: thắng đến mức này là đủ, không nên lấn lướt thêm nữa. Hàng Long Thập Bát Trưởng và nhất dương chỉ
là hai công phu đệ nhất trong võ học. Huynh đệ họ Võ tuy công lực còn non, nhưng động tác của họ hoàn toàn chính xác. Người thường không nhận ra, nhưng kẻ nhãn quan tinh đời như Hoắc Đồ thì nhìn phát biết ngay. Thú thực khi đọc lại chuyện Thân Điêu Hiệp Lữ, Đình Phong cũng bất ngờ khi Đôn Nho tu văn biết sử Hàng Lòng. Tại cơ bản hai ông thần này bình sinh võ công phọt phẹt, có bao giờ bắn được rồng đâu. Mà Quách Tĩnh không hiểu chuyên thụ kiểu gì, Hàng Long vào tay đệ tử lại tệ hại tới vậy, thật là xấu mặt đệ nhất trưởng pháp. Cụ Kim búp cho Quách Tĩnh đúng là hơi quá đà. Trong Máp Xạ Điêu, lúc anh Tô vẫn còn non trẻ, đã từng học một chiêu Kháng Long Hữu Hối mà đẩy lui được cả Lương Tử Ông. Chiêu ấy Tĩnh luyện chắc chỉ chừng 2 canh giờ. Xét về căn cơ, cứ cho là Tĩnh hồi đó hơn đệ tử một chút đi, nhưng cũng không thể hơn nhiều. Và chăng y quy của anh Tổ số 2 không ai số 1. Lúc đó chưa thể kể đến việc chăm chỉ, bởi 2 canh giờ thì chăm chỉ cái gì. Đúng là không ai đỡ được hào quang của mền. Tất cả từ không thể hiểu nổi thành có thể hiểu nổi và phá vỡ mọi logic. Biết sử Hàng Long thế mà hồi nhỏ văn đánh nhau tranh gái ở khu rừng vắng, chả thấy bao giờ cả hai phóng rồng đuổi dương quá. Anh Võ thời con gà gô cần đôi họ mà vẫn nhẹ nhàng như đầy xe hàng. Qua đoạn phân tích vừa rồi, chúng ta biết được một sự thật sốc và một sự thật buồn. Sự thật sốc đó chính là hai ông thần siêu cấp Đôn Nho và Tu Văn cũng biết sử Hàng Long Thập Ba Trưởng. Và sự thật đáng buồn là 18 phép phục rồng rơi vào tay họ thì đúng là bất hạnh tột cùng. Theo quan điểm của cá nhân Đình Phong, thứ mà Nho Văn bắn ra không phải rồng, cũng không phải để phục rồng, mà đó là hàng xà, hàng kê hoặc hàng cẩu. Vậy nguyên nhân này do đâu? Anh Tổ cũng đần mà anh bắn ra rồng, anh phục rồng, còn Nho Văn đần lại bắn ra kê, ra cẩu. Liệu có phải Quách Tĩnh đã phá hỏng Hàng Long Thập Bát Trưởng? Điều này Đình Phong tin chắc tới 99%. Tự nhiên thời Hồng Thất Công học Hàng Long không khó, chỉ là trình độ bắn rồng mạnh yếu khác nhau. Còn tới thời Quách Tĩnh, Hàng Long lại trở thành một môn công phu vô cùng gian nan. Gia Luật Tề thiên tư khá cao, học Hàng Long cả đời được 15 trưởng. Võ Đồ Nho, Võ Tù Văn bắn rồng thì không thành hình, cũng không ra hơi rồng. Kim Dung còn chốt ngay trò câu, người tầm thường không biết đó là Hàng Long trưởng, mà chỉ có hạng tinh danh sành đời như Hoắc Đồ mới rõ. Vì sao lại vậy? Vì làm gì có hình rồng, có hơi rồng, hay có tiếng gầm của rồng? Đến thời Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Sử Hỏa Long luyện 12 chiêu thì bị tàu hỏa nhập ma, dẫn đến chứng bán thần bất toại. Một người không luyện được thì không thể trách Quách Tĩnh, nhưng đến 4 người không luyện được, anh Tổ chắc chắn chính là nguyên nhân. Nếu như Đôn Nho, Tu Văn gà đã đành, đằng này Gia Luật Tề, Sử Hỏa Long có gà không? Hai ông thần họ Võ còn không cả bắn ra hơi rồng. Các bạn nghe lại đoạn trích cuối chuyện Thần Điêu xem phần đoạn tranh chức bang chủ cái bảng. Chuyện như sau: Tu Văn khi ở trên đài thầm nghĩ, mình đánh bại cùng lúc 3 người này thì mới hiển lộ công phu. Sợ 3 người lần lượt giao đấu, gã chẳng nói chẳng rằng lập tức pha chiêu tấn công, mỗi người 1 chiêu. Cả 3 đứng chưa vững đã bị đối phương đánh tới, vội giơ tay chống đỡ. Võ Tu Văn không để cho 3 người kịp trở tay, song trưởng múa như bay, vây 3 người vào một chỗ, mình ở bên ngoài chiếm thế tấn công. 3 người kia cứ đụng vào nhau, khó bề thi triển quyền cước. Quần hào bên dưới nhìn nhau thất sắc, đều nghĩ: Quách đại hiệp vang chấn đương thế, quả nhiên danh bất hư truyền, đệ tử cũng quá ư lợi hại. Trưởng mà Văn đánh ra tới 99% là Hàng Long trưởng, nhưng vì không có hơi rồng, cũng không có hình rồng, càng không có oai của rồng, nên Kim Dung cũng chả dám nhắc tên. Có lẽ cụ cũng rất đau lòng. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.